Thông tin từ Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cho biết, ngày 16 tháng 11, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức lễ chuyển giao ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo, một báu vật hoàng cung của Triều Nguyễn Việt Nam cho Việt Nam. Sự kiện này là kết quả của hơn một năm đàm phán, thương thảo và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan việc dừng đấu giá công khai ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo tại Paris, Pháp vào tháng 11 năm 2022 và cùng thỏa thuận thống nhất các yêu cầu cho việc chuyển giao ấn vàng cho phía Việt Nam theo đề nghị của đoàn công tác liên ngành do Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch chủ trì. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng, Bắc Ninh là đại diện thực hiện các thủ tục tài chính liên quan quyền lợi các bên liên quan đến ấn vàng theo pháp luật của Cộng hòa Pháp, đồng thời sẽ thực hiện việc lưu giữ, trưng bày và phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia bảo vệ, phát huy giá trị của ấn vàng tại Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng theo quy định của Luật Di sản Văn hóa. Theo Đại Nam Thực lục của Quốc sử Quán Triều Nguyễn, ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo được đúc vào ngày Giáp Thìn, mùng 4 tháng 2 năm Minh Mạng thứ tư, tức ngày 15 tháng 3 năm 1823. Ấn có núm, quai, làm rồng cuốn 2 tầng, vùng 3 tấc 2 phân, dày 5 phân, bằng vàng 10 tuổi, nặng 180 lạng, chính xác là 280 lạng, 9 đồng 2 phân. Phàm chiếu như sắc dụ đều đóng ấn ấy. Còn theo khâm định Đại Nam Hội Điển Sự Lệ, vào năm Minh Mệnh thứ 9 năm 1828, dụ rằng ấn báu của nhà nước là để làm việc tuyên bố mệnh lệnh, chỉ bảo rõ ràng những việc phải làm, về khí cụ thì cực kỳ quan trọng, về điển lệ thì cực kỳ to lớn. Gặp có khánh tiết ban ơn, đại xá thiên hạ, cùng là các cáo dụ các thân huân, là người thân và người có công, đi tuần thú để xem xét các địa phương, mọi điển lệ long trọng ấy và ban sắc, thư cho ngoại quốc, thì dùng ấn Hoàng đế Chi Bảo. Như vậy có thể thấy, Hoàng đế Chi Bảo là ấn vàng lớn nhất, đẹp nhất, quý nhất và quan trọng nhất của Vương Triều Nguyễn, phản ánh một giai đoạn trong tiến trình lịch sử của quốc gia dân tộc, là di sản văn hóa quý báu của nhà nước Việt Nam.